Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua đến sáng nay, thời tiết ở miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, đã thay đổi sang một trạng thái khác. Trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông trên diện rộng độ ẩm trong không khí tăng lên ở mức là từ 85 cho đến 90%. Và theo dự báo thì đợt mưa rông này sẽ còn tiếp tục xảy ra trong ngày hôm nay và ngày mai 23 tháng 4. Do vậy người dân cần đề phòng khả năng trong cơn rông kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là ở khu vực vùng núi. Trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ ở trong trạng thái mát mẻ, dễ chịu. Nhiệt độ ban ngày toàn khu vực hạ xuống, còn khoảng 24 cho đến 27 độ trong ngày hôm nay và ngày mai. Sang ngày 24, mưa có xu hướng giảm hơn, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 4 trở đi, miền Bắc sẽ có mưa rào và rông trở lại là do không khí lạnh được tăng cường và đẩy cho rãnh mây rông từ phía Bắc xuống nước ta. Khu vực miền Trung nắng nóng đã hoàn toàn chấm dứt, mà nguyên nhân cũng là do ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh tăng cường xuống, cho nên mưa rào và rông cũng xuất hiện ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nền nhiệt độ giảm khá nhanh, thời tiết mát mẻ hơn. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay và ngày mai tại khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày chỉ còn trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Từ ngày 24 sang ngày 25, mưa sẽ giảm dần. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ trong 3 ngày tới ít biến động hơn, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ vào chiều tối. Tuy vậy thì nhiệt độ ở đây trong những ngày tới cũng có phần giảm nhẹ, cường độ nắng bớt gây gắt hơn, nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ 31 cho đến 33 độ ở phía nam chiều tối ngày hôm qua tại tây nguyên cũng đã xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông làm nắng nóng dịu bớt và theo nhận định thì khu vực tây nguyên và nam bộ trong ba ngày tới vào thời điểm chiều tối những đám mây đối lưu hình thành và làm gia tăng những cơn mưa rào rà và rông lưu ý là trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh vào ban ngày thì trời vẫn có nắng nhiều, nhưng nhiệt độ cao nhất có xu hướng giảm nhẹ. Ngoại trừ một số nơi ở miền Đông Nam Bộ vẫn xấp xỉ mức 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Và để biết cụ thể về thời tiết trong 3 ngày tới trên cả nước, mời quý vị cùng theo dõi phần dự báo ngay sau đây. Về Tây Bắc Bộ, trong cả 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Mưa tập trung trong ngày 23 và ngày 25. Trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thời tiết trong những ngày tới phổ biến trạng thái nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tập trung trong các ngày 23 và ngày 25. Vùng núi cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông. Trời mát mẻ, ngưỡng nhiệt cao nhất ngày dao động từ 26 cho đến 29 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong hai ngày tới, trên toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông cần cơ địa phòng có tố lốc mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25, mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong những ngày tới phổ biến mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc ngày 23 sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực giao động từ 31 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, ban ngày trời có nắng, nhưng cường độ nắng bớt gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đến chiều tối có mưa rào và rông rải rác, người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Còn tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 23 cho đến ngày 25, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Nắng nóng giảm dần khi nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống mức từ 31 cho đến 34 độ trở ra thủ đô Hà Nội. Trong 3 ngày tới, duy trì thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Ban ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 26 cho đến 29 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực quần đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành hướng đông đến đông bắc với cường độ ở mức là cấp 4. Mưa rông xảy ra ở một vài nơi nên nhìn chung không gây nhiều trở ngại cho các tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Trong khi đó, quần đảo Trường Sa trời có mưa vận rào vài nơi. Tầm nhìn xa là trên 10 km, gió chuyển sang hướng Đông Bắc, mạnh cấp 3, cấp 4. Thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng hải của tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.